Hoa sứ Lê Gia mến chào cô chú và anh chị. Bên con hôm nay thì có một số cây sứ thái ghép con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị ạ. Con xin chia sẻ thêm là cái giờ đăng clip bán bên con là 7 giờ tối hàng ngày, bán từ tối thứ hai đến tối thứ bảy. Và con cũng cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mình chăm sóc cho vườn kiểng nhà mình. Bán một combo là 8 món giá 200 ngàn. Trong đó là mình có hủ keo liền sẹo, hủ kích ra rễ, nảy chờ ra lá, kích ra hoa, dưỡng hoa lâu tàn. Và một gói thuốc trị sâu nhện, với lại một gói thuốc trị tháng thư, nấm, đen nụ, và một túi phân hữu cơ. Cái túi phân hữu cơ đó là một túi đó mình bón cho nó được khoảng 3 cái chậu sứ như trên màn hình mình xem nè ha. Cách sử dụng nó thì mình để phân khô, mình rắc trực tiếp lên mặt tro rồi mình tưới nước, từ từ phân nó tan, cây mình sẽ ăn chất dinh dưỡng. Hoặc là mình có làm chất trồng mới để mình trồng cây thì mình trộn cái phân hữu cơ đó chung với cái chất trồng, mình trộn đều lên rồi mình trồng cây mình vào, thì khi cây mình ra rễ non nó sẽ có nguồn phân hữu cơ để nó ăn liền ha. Như vậy thì nó kích thích cho bộ rễ nó ra khỏe mạnh hơn nữa. Cô chú và anh chị mình có xài phân hữu cơ dạng số nhiều thì liên hệ bên con có bán dạng ký nữa ạ. Phân này là do trang trại bên nhà con cung cấp luôn ạ. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ. Trong cái clip này thì mình có một lô ha. Một lô này nó 5 cây, 5 giống, giá 400 ngàn. Có cây anchacin ghép 4 bo, củ gọn. Anchacin màu đỏ. Rồi cây sĩ thư 2, hoa dạng cánh kép màu trắng có hương thơm, ghép 3 bo, tựa dài. Và cây hồng 3 lớp, hoa màu hồng. Và cây T1 ghép 3 bo. Cây phú lộc ghép 3 bo, phú lộc màu đỏ luôn. Rồi một lô 5 cây 400 ngàn vô chậu C9. Cái số 2 là mình có cây này ghép 3 giống. Xuân Ý màu vàng cam, chấm đỏ. Và hồng ngọc màu hồng nhãn cánh kép, khơi nguyên 3 lớp màu đỏ. Cây mình ghép 8 bo vô chậu C10. Cái củ nó, cái hoành củ nó thì con đặt thử cả khoảng 2 gang rưỡi tay của mình vòng lại á. Rồi cây này là giá 250 ngàn, 3 giống. Số 3 là Long Quân, hoa màu hồng có sọc, có hoa đang nở luôn. Cây mình đang vô nụ. Là Long Quân ghép 5 bo, củ to hình hơi quái 130. Củ này cái hình quái, hình giống như là một người nằm ngoài bãi biển đang nằm khoanh tay lại nè ha. Trời. Số 4. Số 4 thì có cây tiêu phong. Tiêu phong mình ghép 5 bo, củ to 150, củ to tầm bằng tay mình ạ. Số 5. Sĩ thư 1, 3 lớp màu trắng cánh viền hồng, ghép 5 bo, củ tầm bằng tay, giá 140. Số 6, Phương Lam 21, ghép 6 bo, giá 140. Số 7, Rồng Đen, 3 lớp màu đỏ cánh viền đen, ghép 5 bo, 130. Số 8, Yến Nhi 9, ghép 6 bo, 130. Yến Nhi 9 cũ gọn nhưng có bộ tàn, xè ra tròn đều. Số 9 là có cây Beauty, cũ quái, ghép 3 bo, 140, Beauty. Số 10, màu tím than dạng cánh kép, ghép 3 bo, tuột ra dài khoảng 1 gang rưỡi tay mình, 130 ngàn, tím than. 11, Minh Thi 12, Minh Thi 12 ghép 4 bo, tựa dài, giá 150 ngàn. 12, Xuân Ý, Xuân Kỳ 5 cánh màu đỏ nhung luôn, ghép 3 bo, 110 ngàn, củ tầm bàn tay, Xuân Kỳ. Tới 13, cây Rasaphat, ghép 4 bo, củ to hình quái, 130 ngàn. Rasaphat 3 lớp màu hồng có sọc. 14, ghép 2 giống Reti màu vàng dạng cánh kép, đại mỹ nhân 5 cánh màu trắng cánh viền đỏ, ghép 5 bo, củ to bằng bàn tay mình xòe ra ha, 140 ngàn. 15, ghép hai giống Tân Thành màu đỏ, ra phát màu hồng, đều 3 lớp hết, cây mình ghép 6 bo, 130.
Người ta ghép hai màu cũng phối màu ha, cái đỏ cái hồng. 16, cây này ghép hai giống nữa. Phú Lộc màu đỏ, Ngọc Khuê màu vàng. Hoa ba lớp, ghép là 5 bo, củ to tầm bàn tay mình. 140. 17. Ghép hai giống là Long Quân màu hồng sọc, dạng cánh kép, Thiên Hương dạng cánh kép có hương thơm. Ghép 9 bo vô chậu C10, giá 250.000. Mình xem bộ tàn nó trước đi ha. Tàn nó xòe ra. Giờ này con quay nắng, nắng sáng nó hơi bị chói. Còn phần cũ nó thì cũ nó khoảng 3 gang tay mình vòng lại. 250.000 là Long Quân Thiên Hương. 18, ruby 5 cánh màu đỏ. Ruby giống này nó rất là xiên hoa, cho hoa chùm. Cây của mình ghép 6 bo, 130. 19, có cây kim anh 3 lớp màu cam, có gân đỏ. Cây kim anh này được ghép là 3, 6, 7 bo. 7 bo củ to tầm bàn tay. Cái củ này thì nó bị sẹo chạy cái lớp vỏ này ha. Nó chạy miếng nhưng da nó đã lành rồi. Rồi củ to vô muốn chặt cái chậu C9 luôn. Ghép 7 bo nữa bị cái sẹo, 100.000. Hai mươi, ghép hai giống Kiều Diễm và Hằng Sơn Nam, màu hồng và màu trắng. Hằng Sơn màu trắng, Kiều Diễm màu hồng, ghép 6 bo, 130. 21, cam thảo, cây cam thảo hoa dạng cánh kép, ghép 5 bo củ to tầm bằng tay, 140. 22, cây Long Thành 2, hoa màu đỏ, dạng cánh kép màu đỏ đậm, ghép 5 bo, 130. Long Thành 2 thì đang vô nụ, nhỏ nhỏ. 23, Camellia màu hồng, dạng cánh kép ghép 4 bo, 130. 24, ghép hai giống Vĩnh Lộc 5, màu đỏ sọc và Hiệp Thành màu cam sọc. Cây mình được ghép 7 bo, củ to tầm bàn tay, tàn xòe ra đều đẹp, 150. 26, ghép 3 giống luôn, Khôi Nguyên, 3 lớp màu đỏ, ruby, 5 cánh màu đỏ, dạ khúc, dạng cánh kép màu hồng, sọc tím. Cây này vô chậu C10, cây mình được ghép 7 bo, 2, 5, 8 bo, con đếm lộn, còn sót một bo thấp này. Cây này vô 8 bo ha, vô chậu C10. Củ nó khoảng là 2 gan rưỡi tay con vòng lại ạ. Giá 180.000. Ghép 3 giống. 27, Vĩnh Lộc 16, hoa dạng cánh kép màu trắng. Cây mình được ghép 7 bo, giá 150.000. 28, ghép 2 giống nữa. Phú Lộc màu đỏ, Vĩnh Lộc 16 màu trắng, ghép 4 bo. Củ này thì nằm gọn, 130. 29, Tân Quý 5 cánh màu đỏ, hồng trắng. Bộ tàn xòe ra tròn đều, ghép 4 bo, 130. Củ to tầm bàn tay mình. Tân Quý giống này nó rất là xiên hoa. Rồi 30, Fancy 3 dạng cánh kép màu hồng, có sọc, cây ghép 4 bo, 130.000. Rồi, hôm nay thì con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống sứ Thái ghép này ha. Khi mà cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con. Và mình yêu thích kênh Hoa Tiếng Lê Gia thì xin hãy bấm đăng ký. Để mỗi khi mà báo con đăng clip bán thì nó sẽ báo cho cô chú và anh chị mình tiện theo dõi. Rồi, con xin cảm ơn rất là nhiều.